Check kèo của Relab đã quay trở lại. Đó, anh em biết ngày gì sắp tới rồi đúng không? Ngày mùng 7 tháng 7, rất nhiều sàn thương mại điện tử sale, rất nhiều sản phẩm, nhiều mức giá, nhiều cái hay ho. Nhưng mà quan trọng nhất là khi sử dụng những sản phẩm thực tế đó sẽ ra sao? Thì đây, mình đang có hẳn một thùng phụ kiện điện thoại để mình check cho anh em xem là cái nào ngon, cái nào dở, tính năng cái nào hay và cái nào đắt rẻ các thứ nhá. Anh em để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình. Sắp đạt được cột mốc là 400.000 subscriber rồi. Rồi, để tôi lấy hết cái đống này ra, xếp lên. Và Beetle. Rồi, cuối cùng thì cũng lấy được hết đống đồ ra khỏi thùng. Thế thì mình sẽ đi sơ sơ qua nhá. Đầu tiên là các sản phẩm mình thấy của thương hiệu Mophie. Thương hiệu này thì nổi tiếng rồi, mình từng làm review rất nhiều đồ cho anh em, từ cắp sạc cho tới pin dự phòng. Một thương hiệu được Apple chứng nhận và có bán trong Apple Store toàn cầu. Tuy nhiên có một vấn đề duy nhất, đi kèm với chất lượng thì mức giá thường sẽ là hơi đắt. Nhưng mà những sản phẩm này thì mình thấy đều sẽ có chương trình sale vào ngày 7 tháng 7. Thì mình sẽ để hết link các sản phẩm ở dưới phần mô tả video để các bạn có thể tham khảo hay là săn sale. Vào xem cho sẵn vào giỏ hàng, rồi đến hôm đó thanh toán thì sẽ giảm giá tốt hơn và mình không bị là kiểu sợ hết hàng ấy. Đó, đây. Đây là sản phẩm mình mong chờ nhất này, Mophie Snap Plus. Nếu các bạn quan tâm tới sạc MagSafe của Apple nhưng mà lại thấy mức giá hiện tại của nó ở thị trường Việt Nam quá đắt thì đây là một sản phẩm thay thế hoàn toàn hợp lý. Và nếu mà các bạn chưa nhìn thấy thì mình đã dùng nó từ nãy đến giờ. Ta-da! Miếng Snap Plus này có thiết kế khá tương đồng với cả MagSafe của Apple và cũng hoạt động tương tự, cũng có một cái vòng 5 châm ở đây để có thể hút dễ dàng vào mặt lưng của những chiếc điện thoại iPhone 12 series. Tuy nhiên còn có thêm một vòng từ tính nữa để kể cả những sản phẩm mà không hỗ trợ kiểu mặt lưng 5 châm như 12 series ấy, nó vẫn có thể hút vào nhẹ nhàng. Ví dụ như là chiếc 11 Pro của mình này. Đó, nó vẫn có thể giữ ở đây. Tất nhiên là không chắc được như kiểu MagSafe nhưng mà vẫn có thể giữ để hỗ trợ sạc không dây. Tất cả các sản phẩm sạc không dây thì nó đều hút được như thế này nha. Ngoài ra tất nhiên là nó sẽ có cắm cổng C mới đang cắm vào MacBook, có hỗ trợ các công suất sạc nhanh khác nhau, hỗ trợ sạc không dây chuẩn chi và có cả công nghệ FOD, tức là khi các bạn để những thiết bị kim loại lại gần thì nó sẽ nhận ra và nó tự động ngắt dòng điện đi để đảm bảo an toàn, đỡ bị va chạm về từ tính các thứ vân vân và vân vân. Snap Plus hiện tại đang có giá tận 900k cơ, nhưng mà từ mùng 1 tới mùng 10 tháng 7 thì các bạn sẽ được mua kèm combo sạc 10W hoặc là cốc 20W không đồng và có 50 voucher trị giá 310.000. Thì các bạn có thể tham khảo link ở dưới phần mô tả video để săn sale cái cục này. À, đừng quên các sản phẩm Mophie, nhất là những sản phẩm liên quan tới điện như thế này này, thì đều có một điểm hay là bảo hành điện tử thông qua mã SN và là 2 năm một đổi một. Đó, những cái vấn đề liên quan tới nguồn điện ấy, thì có lẽ các bạn nên quan tâm tới những sản phẩm chất lượng một chút, kiểu đề phòng cháy nổ các thứ ấy. Rồi, đây là cục Power Station 10.000 mAh. À, cục này tôi review rồi. Viền cao su này, hai mặt phủ fabric để chống xước hay là chống va đập nó dễ dàng hơn. Và công suất thì là có một cổng ra 18W và cả một cổng sạc Type A công suất 12W nữa. Cái này mình review rồi nhá, nhưng mà lần này có thêm phiên bản màu hồng cá tính. Cho anh chị em nào thích thì mua thôi. Và cuối cùng là có một cặp sạc Mophie. Ui, cũng review rồi nốt. Ok, chuyển sang Energizer. Anh em thấy cái mặt lưng nó có lạ không? Tôi biết cái này để làm gì. Cái này đúng không? Ui. Đây rồi, lại một lần nữa cái sản phẩm mà mình đón chờ. Đây là một cục pin dự phòng của Energizer. Cơ bản thì nó là một viên pin dự phòng du lịch nhỏ gọn, công suất 10.000 mAh, có những cổng Type-C để output 18W này, có cổng USB Type-A hỗ trợ quy chạc 3.0, có cổng micro USB để sạc vào nữa. Nhưng mà quan trọng nhất ấy là cái mặt lưng này. Có giác hút anh em ạ, để anh em có thể là hút ở sau lưng những chiếc điện thoại như thế này. Mình đã test khi dùng điện thoại với ốp ấy, tức là mặt lưng silicone này, điện thoại mặt lưng nhựa hay là điện thoại mặt lưng kính, thì cái giác hút này đều hút rất là chặt và chắc chắn là nó chặt hơn mấy con hút 5 châm của MagSafe này của Apple rồi. Ngoài ra thì cái cục sạc này còn hỗ trợ cả sạc không dây chuẩn chi nữa. Rất là hay. À, tai nghe kèm sạc dự phòng. Mình review từ TikTok lên YouTube mấy lần rồi, mình mới nhớ thông số.
5000 mAh, dùng 5 giờ liên tục và nếu cả sạc vào là tổng cộng 120 giờ. Có cả cổng sạc output nhanh cho iPhone và hỗ trợ kháng nước là IPX5. Con này thì review nhiều rồi nhưng mà quan trọng nhất là sắp tới sẽ giảm 45% và anh em được mua kèm đế sạc chỉ 7K mà thôi. Đó thì thông tin mình sẽ để ở dưới phần mô tả video nha. Còn đây là một cái loa không dây nhưng mà viên pin của nó là 1200 mAh thì cũng dùng làm pin dự phòng được, nhưng mà kiểu cần kíp thì anh em vẫn dùng thôi. Sắp tới là giảm 25% nhá. Gì đây nhỉ? À, anh em thấy hay không ạ? Đúng lúc mình đang dùng con iPad Air 4 này mà đang thiếu phụ kiện thì Jack lại gửi cho mình hai sản phẩm dùng với iPad rất là hợp. Một là bút. Bút này là Jack Pro Stylus. Hoạt động cơ bản thì nó cũng giống với cả Apple Pencil, mình thấy như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta có một điểm là không sạc không dây được, mà các bạn sẽ phải sạc Type-C ở đây này. Nhưng mà hay ho cái là nó có hai đầu cảm ứng được. Đầu cuối này thì hoạt động giống như kiểu những cái bút cảm ứng thông thường trên thị trường ấy, hoạt động được với tất cả các màn hình cảm ứng điện dung, tức là kiểu iPhone này anh em cũng dùng được luôn. Còn đầu cảm ứng chính thì có nhận hết tất cả những cái cảm ứng lực hay là nét trơn, nét thanh, nét đậm, vân vân và vân vân. Có cả công nghệ palm rejection nữa, tức là anh em mà tì tay lên màn hình ạ thì nó sẽ không nhận và nó sẽ chỉ nhận bút mà thôi. Và cứ cầm để cạnh một chiếc iPad là dùng được luôn, chứ không cần phải kết nối gì hết. Thì đấy, nếu một người đang dùng iPad như mình thì tự dưng được có đồ free. Để hôm nào tôi vẽ mấy con chó lên đây cho anh em xem nhé. Còn cái chiếc bàn phím này thì là dạng gấp 3, siêu gọn nhẹ. Nó hoạt động như một chiếc bàn phím Bluetooth thông thường. Anh em có thể kết nối với tất cả các thiết bị để dùng thôi. Mình thì kết nối với iPad và dùng full chức năng đầy đủ. Có cả touchpad này để điều khiển, khá là hay. Pin của nó thì nghe đồn là dùng 38 ngày liên tục, nhưng mà từ lúc mở hộp là từ hôm qua đến giờ thì mình dùng cũng chưa sạc bao giờ nên mình cũng không biết. Anh em đã dùng rồi thì có thể comment ở bên dưới xem là pin của nó trâu như thế nào nhá. Và cuối cùng, đây, Ohm Gear 4 thì anh em đều biết rồi đúng không? Nhưng mà đây là phiên bản cho iPhone 12 Pro Max. Có cả vòng sạc hỗ trợ MagSafe ở sau lưng để anh em có thể gắn những cái cục như kiểu cục Mophi này kết hợp vào dễ dàng hơn. Ốp của Gear 4 thì mình từng test độ bền chõe cho anh em rồi. Rời giữa các thứ rất là thoải mái bởi vì nó có công nghệ chống sốc độc quyền D3O, chứ không phải là những cái dạng ốp silicone thông thường mà bán 1.000 hay là 10.000, 15.000 trên Shopee. Tuy nhiên thì nó gắn rất chặt vào điện thoại và cá nhân mình nghĩ là anh em mua về mà gắn vào ấy thì chắc là một năm tháo ra khoảng đôi ba lần để vệ sinh máy thôi, chứ còn tháo ra nhiều là ảnh hưởng đến máy hoặc là ảnh hưởng đến ốp ấy, bởi vì gắn chặt lắm. Nhưng mà hút mấy cái này thì ok này. Còn chiếc loa này của Divoom thì mình đã unbox từ nãy giờ cho anh em rồi. Cái này là Machiato này và cả một con Divoom. Cái này để văn phòng lâu lắm rồi, dùng đến hết cả pin rồi. Loa này thì điểm hay của nó là có màn hình 256px full RGB. Anh em có thể điều khiển qua app trên điện thoại. Cái con này có công suất 6W, phù hợp để nghe nhạc chill chill tại nhà thôi. Cá nhân mình thấy thì nó là dạng loa nhỏ gọn, mang đi du lịch cũng hay, mà đặt ở mặt bàn nó đẹp. Và có một số những cái con như thế này thì có màn hình kiểu điều khiển hình ảnh ấy, trông nó dễ thương. Ngoài ra thì có cả kết nối Bluetooth với điện thoại để có thể là kiểu nhận thông báo, cuộc gọi, tin nhắn này, thời tiết ghi âm, đồng bộ các thứ, vân vân và vân vân. Rồi, hôm nay thì mình đã mở hộp tổng cộng cho anh em là phải khoảng mười mấy sản phẩm nhỉ? Quỳnh ơi, bao nhiêu sản phẩm đấy? 11, 12 sản phẩm gì đó. Thì đều là những sản phẩm từ các thương hiệu chất kiểu Mophi, Energizer, Zark, vân vân và vân vân. Thì những sản phẩm này mình đã từng review rồi, kiểu Divoom nữa, Hiếu Leo cũng từng review rồi. Đều có những cái chất lượng rất là ok. Tuy nhiên chỉ có một điểm duy nhất thôi là mức giá. Thì đó, ngày 7 tháng 7 tới nó sẽ có những chương trình ưu đãi, những cái combo mua kèm quà hay là cả những voucher nữa. Thì mình sẽ để hết link ở dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Anh em mà thích cái gì thì có thể cho vào giỏ hàng luôn. Đến hôm 7 tháng 7 đó chờ sale thì thanh toán, đỡ phải lo tranh cướp slot với cả những người khác. Còn thật sự thì đây cũng là hàng chính hãng, chứ không phải là những món đồ kiểu đồ chơi linh tinh mà mình hay mua cho Shopee về để kiểm chứng về chất lượng ấy. Cho nên là mình nghĩ anh em cứ yên tâm khi sử dụng những cái này thôi. Ok, anh em đừng quên để lại một like, một subscribe. Và sắp tới anh em muốn mình check kèo cái gì thì có thể để lại comment nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.